Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Sinquat Authentic. Hôm nay thì chúng ta đang có một cái hộp ở đây. Đó, và nhìn cái hộp này thì các bác cũng có thể đoán được chủ đề hôm nay là gì. Chủ đề hôm nay là dành cho những các bác thích chinh phục bầu trời, thích làm phi công, hay đặc biệt đơn giản là chỉ thích máy bay, lái máy bay thôi. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Breitling. Một cái thương hiệu lâu đời đã được chứng minh cái giá trị của mình qua lịch sử hàng trăm năm phát triển và được tin dùng bởi phi công và không quân Anh, Mỹ, Đức. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chiếc Breitling hôm nay đặc biệt như thế nào. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Sinquat Authentic. Chào Trường Tín, sống trọn đam mê và em là Long Trang. Đó, nếu như bác quan tâm những cái sản phẩm như thế này thì đừng quên là liên hệ với em Long Trang với số điện thoại, số Zalo 0973 816172, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng Sinquat Authentic tại số 7 đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên để lên tay và trải nghiệm sản phẩm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá về cái sản phẩm hôm nay. Chiếc này chúng ta thì sẽ đầy đủ hộp sổ thẻ, có thể gọi là một chiếc line new full set các bạn nhé. Một cái thiết kế hộp nó rất là hay của Breitling. Đó, tất cả những chiếc Breitling thì đều đáng sưu tầm, đáng trân trọng như vậy. Ngoài cái vỏ hộp ra thì chúng ta sẽ có đầy đủ hộp sổ thẻ của chiếc này ở đây. Đó, một chiếc đồng hồ rất là có giá trị sưu tầm. Ở đây thì chúng ta sẽ giới thiệu về những cái thông tin đến từ bộ máy đó nhé. Đó, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái tờ giấy rất là quan trọng. Một tờ giấy rất quan trọng mà em đang không biết nó ở đâu. À đây. Đó, và chúng ta sẽ có một cái tờ nữa. Cái tờ này thì đến từ Viện Đo Lường Thụy Sĩ. Đây là một cái tờ giấy chứng nhận chronometer các bác nhé. Với cái giấy chứng nhận này thì có nghĩa là đồng hồ sẽ chạy chuẩn sai số cho phép từ cộng 4 đến trừ 6 giây một ngày. Rất là tuyệt vời. Và đặc biệt hơn nữa, với Breitling thì tất cả những cái chiếc đồng hồ này đều mỗi tờ giấy sẽ có một cái mã số serie ở đây ứng với cả serie trên đồng hồ, chứ nó không giống như những cái thương hiệu nhỏ hơn. Đó, Breitling thì phải nói là rất là tử tế và chỉnh chu rồi. Chiếc này chúng ta thì cái chiếc đồng hồ, ngay chính cái chiếc đồng hồ này lúc xuất xưởng đã được kiểm định với tiêu chuẩn chronometer rồi. Em sẽ cho các bác xem ở đây mã của sản phẩm đấy. Đó, các thấy không? Đây, 269383. Đó, đây các bác nhé, 269383. Đó, và một cái sự tử tế nữa đến từ Breitling, đó chính là đến từ những cái option của chiếc đồng hồ này. Đầu tiên thì đây sẽ là một cái chiếc Breitling khá là hiếm, và nó dành cho những bác thích cái đeo những chiếc đồng hồ hầm hố, thích Breitling nhưng lại có cổ tay nhỏ. Đây là một chiếc đồng hồ cực kỳ dễ đeo, bởi vì đây là một chiếc Breitling hiếm hoi mà có cái size 39mm. Đó, một cái chiếc đồng hồ mang trong mình bộ máy Chronograph nhưng mà lại có size nhỏ này, dễ đeo này, thì chắc chắn là một cái thứ gì đó không phải là lúc nào cũng dễ kiếm đâu. Và có thể là cái phối màu em thấy đẹp nhất kiểu trên đồng hồ Breitling đó là thép trắng cùng với cả mặt đeo màu xanh. Nó mang cái lại một cái gì đó rất là trẻ trung, khỏe khoắn và thật sự là chất lượng. Chiếc này chúng ta thì sẽ có size 39mm, toàn bộ thân thép đều được chế tác từ thép đúc đặc không gì. Và chất thép Breitling thì các bác biết rồi đấy, theo tiêu chuẩn thép của Đức. Thép này thì hoàn toàn có thể so sánh với cả chất thép của Rolex, chất thép 904L huyền thoại của Rolex các bác nhé. Thép Breitling thì cầm lên là các bác thấy là cái độ chắc chắn đầm và đỉnh cao của cái chiếc đồng hồ này. Chiếc này chúng ta sẽ được trang bị 3 cái núm. Một núm giữa là núm chính, núm crown chính của chúng ta sẽ được trang bị núm screw down các bác nhé. Các bác có thể tháo hết cái phần ren ra, khi mà nó ra ngoài thì chúng ta mới có thể lên cót cho đồng hồ hay là chỉnh giờ, chỉnh lịch được như thế này. Bộ máy của chiếc này thì rất là đỉnh cao đến từ Breitling rồi. Chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ tính năng lên cót tự động, lên cót bằng tay và dừng kim giây khi chỉnh giờ. Đó, sau khi chỉnh giờ xong thì bác nhớ đóng núm lại để đảm bảo chống nước cho đồng hồ nhé. Và chiếc này chúng ta thì sẽ có đầy đủ các tính năng chronograph và những cái thông tin ở trên này để dành cho những người phi công với những công việc chuyên dụng của họ. Muốn bật tính năng chronograph thì các bác bấm vào đây, bấm nút start này, ngay lập tức thì cái tính năng này sẽ chuyển động và cho chúng ta có thể đo một cái phép đo chuẩn đến từng giây một và đo liên tục 12 tiếng các bác nhé. Trong khi đo thì kim giây vẫn hoạt động và đồng hồ vẫn liên tục hiển thị giờ một cách chính xác tuyệt đối cho bác. Đó là một trong những cái bộ máy rất là đỉnh cao đến từ Breitling.
Breitling thì nổi tiếng bởi những chiếc đồng hồ thể thao như này, nổi tiếng bởi bộ máy chronograph rồi. Sau khi mà kết thúc một phép bo thì các bác đều bấm một lần nữa để dừng lại và reset ở cái nút thứ ba này. Trên mặt dial thì chúng ta sẽ có một cái dạng dial ở màu xanh và có sẽ có ba ô sắp dial màu trắng, có thể gọi là panda xanh đó. Kim dây ở góc 9 giờ, kim chronograph là kim dài nhất đang chỉ góc 12 giờ đây. Chúng ta sẽ có hai sắp dial góc 6 và 12 giờ là hai sắp dial của góc thang đo chronograph các bác nhé. Kim phút và kim giờ dạng to bản có phủ dạ quang super luminova. Các bác xem này, dạ quang của Breitling thì lúc nào cũng xếp top luôn. Và còn một cái điều nữa mà Breitling xếp top nữa, đó chính là cái lớp AR trên kính này cực kỳ trong trẻo và cực kỳ chất lượng đó. Trong cái tầm đồng hồ thể thao từ logo và cái AR của Breitling cộng với cả AR của Omega thì có lẽ là không thua kém bất cứ một cái thương hiệu cao cấp nào cả đó. Chúng ta sẽ có logo của Breitling chữ B và có hai cánh như này. Đó cũng là biểu tượng cho cái sự tự hào của Breitling, chinh phục bầu trời đó. Và chúng ta sẽ có ô lịch ngày làm khá là to, bực bo tròn đó, bo cạnh như này, rất là đẹp mắt, dễ nhìn. Và dòng chữ Breitling Chronometer Automatic ở đây để khẳng định một lần nữa cho cái sự bảo chứng về sự tử tế trong máy móc hoàn thiện của chiếc Breitling này. Chúng ta cũng sẽ có một cái niềng bezel có thể xoay như này đó. Các bác xoay có thể thấy là cảm thấy cái độ chắc chắn trong cái niềng này, và một cái bộ dây phải nói là cực kỳ đầm và chất lượng đến từ Breitling các bác nhá. Đó, phần phía sau này chúng ta sẽ làm một cái máy đáy kín và chúng ta không thể quan sát được bộ máy này. Nhưng nếu khi các bác có điều kiện để mở ra để kiểm tra bảo dưỡng thì sẽ thấy là bộ máy hoàn thiện rất đỉnh cao. Trên đây thì chúng ta sẽ có thông số của mã sản phẩm ở đây các bác nhá, A13352 và logo Breitling, chứng nhận chronometer và bộ máy manufacturer đó. Bộ Breitling được sinh ra vào năm 1884, rất là lâu đời rồi. Còn bây giờ bỏ qua những cái thông số khô khan đó thì em sẽ đeo chiếc này trên cổ tay để các bác có thể cảm nhận về cái sự tử tế và chất lượng của một chiếc Breitling cùng với em. Một chiếc size 39mm, các bác chỉ cần cổ tay khoảng 15,5 nha là đã có thể fit đẹp rồi. Đeo trên tay cảm giác rất đầm, chắc chắn, khỏe khoắn và độ hoàn thiện cực kỳ là tinh xảo đến từ Breitling đó. Nhưng mà với một chiếc đồng hồ thể thao này không kém phần lịch lãm, các bác có thể đeo như một chiếc đồng hồ daily watch sử dụng thường ngày để đi làm, đi học, đi chơi và đặc biệt là đi du lịch với những cái bác mà có khả năng và có đam mê thám những cái chuyến thám hiểm những vùng đất mới thì đây sẽ là một cái người bạn đồng hành tuyệt vời cho các bác đó. Và chiếc này thì giá thị trường khá là cao các bác nhé. Giá thị trường khá là cao nhưng em có một chiếc full set độ mới cao như này, bảo hành tới 5 năm để các bác có thể trải nghiệm một chiếc Breitling chất lượng như thế này. Thì chiếc này em đang giao lưu mức giá là 46 triệu. Tuyệt vời. Đó. Nó bằng khoảng một nửa giá khi mà chiếc này mới ra mới thôi. Đó, các bác cần những cái sản phẩm như thế này, đừng quên là liên hệ với em Long Trang với số điện thoại 0973 816072. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Siwat Authentic.